Thưa quý vị, chúng tôi đã từng đưa tin về việc tại Quảng Ninh có một thực tế là nhiều cá thể gấu đang yếu dần do đã già và các hộ nuôi không đủ kinh phí để chăm sóc. Trước thực trạng này, thì mới đây, lãnh đạo tỉnh yêu cầu là phải khẩn trương chuyển giao toàn bộ gấu nuôi về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu trước ngày 20 tháng 4, các sở ban ngành liên quan và các chủ trang trại, hộ nuôi gấu phải thống nhất về các phương án hỗ trợ, di chuyển toàn bộ 38 cá thể gấu tại Quảng Ninh đến Tam Đảo. Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phải ban hành quy định nghiêm cấm nuôi động vật hoang dã và đề xuất phương án xử lý đối với các hộ đang nuôi và với các cá thể động vật hoang dã. Đây được xem là chế tài để buộc các hộ phải thực hiện nghiêm. Hiện toàn tỉnh Quảng Ninh còn 38 cá thể gấu được nuôi tại các trại gấu và hộ gia đình, trong đó thì tại thành phố Hạ Long có tới 11 cá thể.